Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ bác hồ nha. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng màu nâu này, bóp một chút ra bảng pha màu. Rồi sau đó pha màu này với dầu thông. Chúng ta sẽ dùng nó để vẽ một lớp màu đơn sắc. Lớp màu đơn sắc này nó sẽ mất khoảng một ngày để khô hoàn toàn. Và sau khi nó khô thì chúng ta chỉ cần tô màu lên. Cuối cùng là ký tên. Vậy là xong rồi.